Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu về Việt Nam với Vân Anh. Vài số liệu thống kê về Việt Nam ngày nay do Nguyễn Văn Nhận sưu tầm. Dân số: Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13 trên 243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới, bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém. Diện tích: Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331.210 km2, đứng hàng thứ 61 trên 189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1 trên 3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém. Duyên hải: Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt, vừa tiếp diện biển ở phía đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33 trên 154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới, với chiều dài duyên hải 3.444 cây số. Nên biết rằng có 47 quốc gia trên thế giới nằm trong lục địa không tiếp diện với biển và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém. Rừng cây: Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45 trên 192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, với tổng diện tích rừng là 123.000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt. Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1 trên 3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng. Bởi vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém. Đất canh tác: Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30.000 cây số vuông, đứng hàng 32 trên 236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác và đặc biệt canh tác lúa gạo, Việt Nam không phải là kém. Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây, vân vân, nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội và văn hóa. Giáo dục: theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121 trên 187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và chất lượng. Bằng sáng chế: theo International Property Rights Index 8, Việt Nam đứng hàng 108 trên 130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ. Ô nhiễm: theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102 trên 124, gần đội sổ danh sách. Thu nhập tính theo đầu người: tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57 trên 193, Việt Nam lại đứng hàng 123 trên 182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người, có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1 trên 3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất. Tham nhũng: theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116 trên 177, có nghĩa là thuộc 1 trên 4 quốc gia cuối bảng. Phát triển xã hội: theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lượng sống, Quality of Life, thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72 trên 76, có nghĩa là gần chót bảng. Y tế: theo chỉ số y tế, sức khỏe, Việt Nam đứng hàng 160
trên 190 quốc gia, có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất. Việt Nam có đầy đủ tiềm năng, nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác? Đó là câu hỏi nhức nhối đặt ra cho những người giữ trọng trách lãnh đạo đất nước, cũng là câu hỏi đặt ra đối với mọi người Việt chúng ta. Và cuối cùng, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật với Minh Thúy. Bằng lái xe giả đang lan tràn vào nước Mỹ từ Trung Cộng trước cuộc bầu cử quan trọng. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết các tài liệu giả mạo đang cung cấp cho bọn tội phạm giấy phép thực hiện nhiều hành vi phạm tội, bao gồm cả khủng bố, và những người trẻ tuổi thiếu thông tin cá nhân có thể là động lực rất lớn của họ. Cho đến cuối tháng 6 năm 2020, theo Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới, đã thu giữ gần 19.888 bằng lái xe giả của Hoa Kỳ, chỉ riêng tại sân bay O'Hare của Chicago. Các tài liệu giả khác được đưa qua 1.513 chuyến hàng, chủ yếu từ Trung Cộng và Hồng Kông, CPP thông báo trong một bản tin. Lo ngại của những ID giả sẽ ảnh hưởng đến việc gian lận cử tri được thấy trên Twitter. Rap Piccarelli, giám đốc hải cảng CPP ở Chicago cho biết, được gọi là những hàng giả hầu hết dành cho những người ở tuổi 20 là rất thiết thực. Theo Fox 5, những bằng lái giả mạo này có thể dẫn đến những hậu quả tai hại. Các tổ chức tội phạm sử dụng những ID giả mạo này để tránh thu hút sự chú ý đến các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Theo Parlorpedia, 34 tiểu bang đã yêu cầu chứng minh thư để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020. Trong đó, 18 tiểu bang đã yêu cầu ID có hình ảnh. Vào tháng 4 năm 2020, thì CPP đã đưa ra một thông báo chỉ ra sự gia tăng của ID giả tại phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth. Vào thời điểm đó, thì các viên chức cho biết họ đã tịch thu khoảng 2.000 bằng lái giả trong 18 tháng qua. CPP ở khu vực Dallas đã hợp tác với các trường đại học địa phương để hướng dẫn cho các sinh viên về sự nguy hiểm của việc đưa thông tin cá nhân của họ lên trên mạng để lấy bằng lái giả, CPP cho biết. Giám đốc Hải quan CPP Dallas-Fort Worth Timothy LaMouse lưu ý rằng những người mua ID giả mạo sẽ có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và cho biết việc tìm kiếm các bằng lái xe giả ở nước ngoài là rất nguy hiểm vì chúng ta cần phải cung cấp thông tin cá nhân của mình. LaMouse nói trong một tuyên bố, điều khiến cho người ta cảm thấy bất an nhất về những ngăn chặn này là bên cạnh số lượng mà chúng tôi đang phải trải qua và việc rất nhiều người trẻ tự do chia sẻ thông tin cá nhân của họ với những kẻ làm giấy tờ giả ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để hướng dẫn cho cộng đồng và bất kỳ ai có ý định mua ID giả online về những nguy cơ tiềm ẩn khi chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin nhận dạng của bạn với phần tử phạm tội. Dallas đã chứng kiến một làn sóng thu giữ khoảng 2.000 tài liệu giả kể từ năm 2019. Hầu hết các ID giả đều dành cho sinh viên ở tuổi đại học và một số có những hình ảnh thông thường với các tên khác nhau. CPP cho biết mã vạch trên một số bằng lái giả mạo ở Chicago đã thực sự hoạt động. Vào mùa thu năm ngoái, các viên chức CPP Kentucky đã chặn gần 3.000 bằng lái giả của Hoa Kỳ và hơn 3.000 bằng lái trống để làm giả, được chuyển tới thành phố New York, tờ New York Post đã đưa tin. Các viên chức CPP cho biết một trong những lô hàng được đóng dấu bưu điện gửi đến cho một kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em bị kết án ở New York, khiến cho các nhân viên tin rằng chúng có thể thu hút trẻ vị thành niên với lời hứa làm ID giả. Một số lo ngại lớn liên quan tới tài liệu nhận dạng gian lận là trộm cắp danh tính, địa điểm làm việc, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, gian lận liên quan đến tội phạm, liên quan đến nhập cư như buôn lậu người, buôn người, và những tài liệu này có thể được sử dụng bởi những cá nhân liên quan tới khủng bố để giảm thiểu sự giám sát chặt chẽ từ các biện pháp kiểm tra du lịch. Thomas Mann, Giám đốc Hải quan Louisville cho biết. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt.
Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.